Vô cái chỗ đó luôn ngay trong, dù cho có đông cũng vô luôn. Chỗ nào? Vô chém tao luôn. Lầu 2 phải không? Tầng 2 đi. Yêu em đi, anh dắt em lên lầu 2. Lên lầu 2 có hai thằng kìa mấy anh ơi, chém nó. Chém nó. Chém nó. Thằng kia nó có súng. Anh tiền còn súng, anh tiền còn súng, anh cầm dao anh chém chết thằng rồi đó. À, xuống đâu đây cả nhớ rồi. Ủa, ai xuống đây? Có thằng bên phải nha. Toàn à. Đúng rồi đó. Đây này, cứu để tôi bằng đít á, tôi quấn bằng đít. Đang đi. Né kìa. Nó xem tôi. Enemies ahead. Ôi người đó Tuyền ơi. Anh em bắn đi nha. Chạy lên Tuyền. Người hai thằng bắn. Còn một cái bay. Anh vô đây, anh đến đây. Anh vô sự kiện rồi nhá. Cả cái thằng bên đây lên số 4 thì tôi nóc thằng bên đây rồi. Ủa là nãy giờ tụi nó ngoài đây hả? Vô sự kiện. Nãy giờ tụi nó sao, sao nãy giờ không bên với em? Cảnh không bên nhỉ? Trời ơi trời, anh bên cỡ đó là mà nó không thấy trời. Đâu? À thấy rồi. Con đâu? Anh bên sớm. Anh bên sớm rồi em chơi tụi nó từ xa rồi. Ra ngoài đây đi lê vô khu sự kiện luôn. Đi nè. Ok, mấy bạn phòng, chú anh phòng cũng ngon. Các bạn anh trai. Mở rương rồi nè. Trời ơi. Tụi nó trong đó đó. Ngoài sảnh có người không cháu? Thì trên sảnh đó, bên sảnh bên anh đó. Trời ơi, bốn đứa. Ôi, em knock 2 rồi. Vãi nồi, bốn đứa nó ngồi một cục luôn ạ. Em knock 2 rồi đó. Bốn đứa nó ngồi một cục luôn kìa. Biết giờ nó đi bắn Dracula đẹp rồi. Còn nữa hả? Thằng này có tự cứu gạt nó trước. Vãi, bao bốn thằng luôn ạ. Nhân tóc 2 em gạt 1 rồi, còn 1. Ok luôn, ba thằng. Em có chìa khóa luôn rồi nè, đi. Em mới là được cái chìa khóa nè. Hello anh Hiếu nha. Hello, xin chào mọi người đã đến video mới của mình. Mình là Châu Già đây. Câu nói thân thuộc.
Nghe rất quen thuộc nha. Ừ, câu nói hàng ngày OB 90 luôn, hợp lý. Anh Cảnh còn cái chìa khóa nữa không? Kiếm thêm cái nữa. Bữa nay mail bận anh thiếu rồi. Xe. Để có xe. Một viên. Vô nhà thủ coi. Tụi nó quay lại giờ. Có cái bình xăng với cái để nhặt nữa. Xe vô nè, xe vô bên em nè. Xe vô bên em nè. Nó một. Đồ pha. Công cảnh rồi. Vô nhà, vô nhà. Ốp. Trên đồi. Anh Cảnh lưu về giùm em, lưu về giùm em được không anh Cảnh? Số 4 từ từ, số 4 này nằm đây đấy. Anh Cảnh lưu về cứu anh Cảnh rồi. Đây, anh đến rồi. À, số 4. Anh già làng có tự cứu. Số 4 cứu. Số 4 đừng qua nó. Mèo đang làm hậu phương hả? Mèo đang làm gì á? Hậu phương cho ai thế? Xe vô bên nào. Xe vô. Đập đạn. Nóc 2. Anh Chánh ơi, cứu em. Nóc 2 rồi. Chạy qua bên này chạy. Nóc 3, thằng kia có tự cứu. Rồi khác đi. Thằng ốp nó lại chạy qua đó rồi. Lưu về cứu anh ạ. Lên cứu kia cái. Lên lưu về cứu anh kia đi. Anh già làng chết bà, anh già làng áp cá rồi. Anh Cảnh cứu em hết anh. Anh đem cứu cho. Chết rồi, anh già làng có điện thoại rồi. Anh đi ra cho em ra cái. Ba thằng kia tưởng dễ nhai vậy. Khúc này tập trung ok em ơi. Khúc này phải tập trung rồi. Đừng cứu nữa. Anh em chơi đi, đừng cứu. Em chưa thấy, anh Cảnh thấy nó không? Bên kia bên Cảnh. Anh bắn đâu vậy? Anh Cảnh nhớ có gì mình cứu đi. Gì cứu được cứu đi. Bò vô nhà đi anh, bò vô nhà đi. Anh già làng ơi. Anh già làng à. Má cái này Cảnh còng lưng luôn á. Thôi im đi. Anh vô nhà anh nấp đi anh. Đúng là Cảnh đi. Anh vô nhà anh nấp đi. Ba ra chơi chút nó bọn giật cái đầu luôn. Đây anh dạo chơi nó lụm anh liền đó. Trời ơi, trời vừa thấy luôn. Ngu mà vương thì nó nhanh thiệt mày. Mắt tia gái mà, ai lộc. Mắt mắt láo lia mà nhìn liên tục với anh. Bậy. Mắt tia gái là bậy. Lùi sao? Thấy thêm chiếc xe kia nữa đi. Anh chở anh gì đi, anh chở anh tùy đi. Đi lẹ nè anh ơi. Đi qua cho hướng em mà. Chọn máy bay có người rồi. Chọn máy bay có người nè. Nhanh. Từ từ nha, từng lũ của em nha. Nóc chỗ máy bay nè. Công vô luôn, chỗ máy bay.
Rồi, coi chừng chừng chế đội bắn nha, chừng chế đội bắn nha, thôi thôi. Đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Ở đây. Ủa thằng bắn đâu ta? Chưa thấy nha. À rồi thấy rồi. Lũ về, lũ về, lũ về anh cảnh, lũ về anh cảnh ơi. Thằng đó ngoài bo, cứ từ ơi, thằng đó ngoài bo. Không sao hết. Cái DSR á. Mình ở đây trong bo đẹp và thủ đi. Anh giờ làng trận này báo em rồi. Vậy mà nói anh tránh ảnh top 1 đó. Anh Tuyền đi qua đó hả? Sao anh Tuyền không đứng dưới đây? Chết bà đây ngoài bo anh tôi anh cảnh đây. Xe đâu ta? Xe đâu? Xe đâu? Xe nào ở đây đi. Đi anh Tuyền ơi. Nó từ vô bò, anh từ vô bò rồi. Chết trên đây trước anh cảnh này, chết trên đây trước có ai? Chết trên đây trước có ai không cái? Chết diện bò trước. Enemies ahead. Chết bên hông có ai không cảnh dòm xuống hướng này. Watch out. Cảnh dòm xuống hướng này giùm em cái. Help. Nó số 4 kìa. Enemies ahead. Bắn đâu ra. Enemies ahead. Ok. Enemies ahead. Rồi thấy rồi. Anh hiên máu đi, anh hiên máu đi. Anh quăng xà bốc qua, anh quăng xà bốc qua. Nó dưới đường nó ngoài bo nè, anh chảnh ra đây cáp phụ ép cái. Ra cáp phụ ép cái. Ok. Top 1. Top 1. Anh Tuyền vẫn còn sống luôn nha. Ok ok ok. Ok anh ơi. Bị lắc đội bắn không được luôn. Mà bé uổng. Rồi anh già làng. Thank you nha. Thank you nha. 50k nha cháu. Ok anh ơi. Cảm ơn anh Tuyền rất nhiều ạ. Ok ok ok. We are number 1. Anh Minh top 1 rồi anh ơi. Gánh còng lưng luôn. Đã he, gánh còng lưng luôn. Anh về bu, mua thuộc về làng rồi. Anh về làng ở bu mới thuộc á. Thôi anh em chơi chơi nha. Ok anh ơi. Ok cảm ơn anh rồi.